Hi, xin chào các bạn. Ở những video trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu khá là nhiều về máy phân tích rung động Flux 810 với những chức năng khá là hay cũng như là những thiết bị quay mà nó có thể đo được. Vậy nó có những ưu điểm gì mà được các kỹ thuật viên nhà máy tin dùng? Đầu tiên phải nói đến là công nghệ trí tuệ thông minh AI đã giúp máy tự động phân tích và chẩn đoán lỗi cho người dùng một cách nhanh chóng và chính xác. Sau khi đo xong, máy sẽ chỉ ra rõ cho người đo là lỗi gì, xảy ra ở đâu và tình trạng như thế nào, đồng thời đưa ra khuyến cáo khắc phục cho người đo. Rất là tiện lợi, giúp cho anh em kỹ thuật không cần đào tạo chuyên sâu về phổ rung động vẫn có thể sử dụng và phân tích. Thứ hai là dễ sử dụng, với giao diện người dùng đơn giản, các thao tác đo như thế nào sẽ được chỉ dẫn từng bước trên màn hình khi đo, giúp anh em kỹ thuật sử dụng máy đơn giản hơn. Thứ ba là Flux 810 có thể phân tích được hơn 90% lỗi cơ khí thường gặp trong nhà máy về vòng bi, mất cân bằng, lệch trục, lỗi kết nối cơ khí lỏng lẻo v.v. Với hầu hết các loại thiết bị quay trong nhà máy như động cơ điện, máy nén, quạt, bơm, ổ trục v.v. Thứ tư, đi kèm theo máy là phần mềm báo cáo mạnh mẽ, chuyên nghiệp, giúp bạn phân tích và báo cáo toàn diện một cách nhanh chóng, dễ dàng. Nếu các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như yêu cầu báo giá demo, hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin ở cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.